nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam-Nhật Bản về quản lý phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than Việt Nam, mới đây, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổ chức Biên giới Carbon Nhật Bản tổ chức hội thảo Chính sách và Công nghệ kiểm soát phát thải thủy ngân ngành nhiệt điện than Việt Nam. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025, trong đó bảo vệ môi trường ngành nhiệt điện than được xác định là trọng tâm công tác bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới một nền sản xuất giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tại sự kiện, ông Koki Takaki, Giám đốc Văn phòng Quản lý Thủy ngân Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết, sắp tới, thủy ngân cần được bổ sung vào quy chuẩn khí thải tại Việt Nam, vì vậy cần nhận thức đầy đủ mối liên quan giữa than và thủy ngân cũng như kỹ thuật giải pháp trước khi các quy chuẩn khí thải được công bố nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả thực thi khi đi đến áp dụng.